Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với lớp học toán lớp 1 của cô giáo Huyền Trang. Trong giờ học hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các em cùng nhau hoàn thành phiếu ôn tập cuối tuần. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em giải phiếu ôn tập toán tuần 23. Nội dung của phiếu ôn tập của tuần này là các số đến 40. Bây giờ chúng ta cùng vào giải bài tập khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đầu tiên chúng ta sẽ làm câu số 1. Chọn bông hoa ghi số đúng. Ở đây ta có 3 đáp án tương ứng với 3 bông hoa. Và bây giờ các em hãy đếm xem các chấm tròn này tổng cộng có bao nhiêu. Ta đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 và tương tự hai ô còn lại cũng là 10 vậy ta đếm 10 20 30. Bây giờ ở ô này chúng ta thấy đang bị thiếu. Bây giờ chúng ta sẽ đếm thêm 30 31 32 33 34 35 36 Vậy bông hoa mang số 36 là đáp án đúng. Ta chọn câu B. Tiếp theo chúng ta sang câu số 2. Chọn sơ đồ đúng. A. 27 gồm 2 và 7 là sai. 2 và 7 mới được có 9 thôi. Tiếp theo sang câu B. 27 gồm 70 và 2 sai vì 70 lớn hơn 27. Câu C, 27 gồm 20 và 7 là đáp án đúng. Ta chọn câu C. Tiếp theo, câu 3, 40 gồm quả táo và 10 đơn vị. Vậy quả táo này chúng ta đang cần tìm. 40 sẽ gồm 30 và 10 đơn vị là một chục. Ta có đáp án A là đáp án chính xác. Tiếp theo chúng ta sang câu số 4. A số 31 đọc là Vậy ta có đáp án A 31 B 31 C 31 Vậy Câu trả lời đúng là C. 31. Tiếp theo câu B, số 25 đọc là A25, B25, C25. Vậy đáp án đúng chính là 25, câu B. Tiếp tục câu số 5, tìm hai số cho hai áo còn lại. Ở đây, đề bài cho chúng ta một hàng áo có các số để tìm được hai chiếc áo có dấu chấm hỏi thì các em sẽ cộng thêm 2. Vậy 23 cộng 2 sẽ bằng 25. 25 cộng 2 bằng 27. 27 cộng 2 bằng 29. Vậy chiếc áo đầu tiên ta tìm được là số 29.

Tiếp theo chúng ta xem câu số 6. Hình nào có số quả xoài nhiều nhất? Bây giờ ở hình thứ nhất ta có 20 cộng 12 sẽ bằng 32, 32 và có 4 quả xoài ở bên ngoài. Các em đếm 32, 33, 34, 35, 36. Vậy ở hình thứ nhất chúng ta có 36 quả xoài. Tiếp theo hình thứ hai ta có trong rổ có 30 quả xoài, ở ngoài có 5 quả xoài vậy ở hình thứ hai chúng ta có 35 quả xoài. Hình thứ ba ở rổ thứ nhất có 20 quả xoài cộng ở rổ thứ hai có 14 quả xoài vậy Hình thứ ba chúng ta có 34 quả xoài. Vậy hình có số quả xoài nhiều nhất chính là hình số 1. 36 quả xoài. Tiếp theo câu số 7, nối theo mẫu. Ở đây các em thấy các cánh hoa là các phép tính và các nhị hoa sẽ là các kết quả. Bây giờ các em sẽ thực hiện các phép tính rồi nối với các kết quả. Đầu tiên ta có 40 cộng 8 bằng 48. Vậy ta sẽ nối với số 48. Tiếp theo,

Cuối cùng là 36 trừ 6 bằng 30. Xong câu số 7, chúng ta sang câu số 8. Câu số 8, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 34 trừ 4 bằng 10 cộng măng cụt. Vậy quả măng cụt chúng ta cần tìm là số bao nhiêu? Ta sẽ tính phép tính ở bên tay trái trước. 34 trừ 4 sẽ bằng 30. Vậy 10 sẽ cộng cho bao nhiêu? để bằng 30. À đúng rồi, 10 chúng ta sẽ cộng với 20. Vậy 10 cộng 20 sẽ bằng 30. Ta có đáp án B là đáp án chính xác. Cô đã hướng dẫn các em giải xong phiếu ôn tập của tuần này. Hẹn gặp lại các em ở các tuần sau.